Ok, hello, xin chào các bạn. Mình là Yahoo đến từ channel Quạt Đêm. Và chắc là cái lúc mà mình đăng cái video này lên thì khoảng tầm 1 đến 2 ngày nữa là đã Tết rồi. Thì không lẽ cuối năm chúng ta lại làm một cái video về học hành nữa sao? Cả năm học chưa đủ hả? Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video về gì? Cái gì đó mà nó tổng hợp và tổng kết của năm. À, mình là một editor thì mình xài đồ công nghệ rất là nhiều. Vậy nên video hôm nay mình sẽ làm về cái kiểu là những món đồ công nghệ mà mình đã mua trong năm 2020. Mình nhớ thì nó dao động đâu tầm hơn 100 triệu ấy. Thì cũng có cái để khoe, với lại tiền mình tự làm tự chi nên cũng tự hào chứ. Phải khoe cho bạn bè biết là mình có những cái gì mà nó... Vậy chắc là mình sẽ khoe những cái món mà có giá thấp nhất đến giá cao nhất đi ha. Vậy đi. Mà làm cái đéo gì năm qua mua tới trăm cũ như vậy. Cái món đồ công nghệ đầu tiên mà mình phải nói tới, nó vừa giá tiền thấp mà nó còn nhỏ gọn nữa, thì chắc là in-ear. Yeah, những cái tai nghe in-ear như thế này. Mình có rất là nhiều cái mà gần cuối năm rồi thì mình cũng cho bạn bè bớt, với lại mình bán lại mấy thằng bạn nó bớt rồi. Chứ còn những tai nghe in-ear trong năm vừa qua mình mua cũng 3-4 cái. Đồ khớp à? Không, đầu dẫn. Thì khi mà các bạn sử dụng những cái tai nghe này, nó đầu dẫn nó được áp sát vào trong cái lỗ tai của bạn. Nếu như các bạn có một cái tai nghe mà xịn và nó đắt tiền thì đảm bảo các bạn luôn cái phần âm thanh các bạn cảm nhận được nó rất là perfect. Tại thứ nhất là nó vừa cách âm mà nó còn vừa truyền tải đầy đủ cái phần âm thanh, mà nó không kiểu có nhiều âm thanh là nó truyền hết thẳng vào tai bạn nên là nghe rất là phê, rất là đã. Bạn nào mà có tiền và muốn trải nghiệm âm thanh ở cái mức tốt nhất và cao nhất thì nên đầu tư vào những con in-ear như thế này. Mình đảm bảo các bạn nó sẽ không làm các bạn kiểu thất vọng đâu, chắc chắn. Nhưng mà nhớ một điều, khi bạn sử dụng những cái tai nghe này á, thì những cái giờ cơm á, đấy, giờ mà phụ huynh kêu các bạn xuống ăn cơm hay là làm việc nhà ấy, thì nhớ là vặn nhạc nhỏ nhỏ lại, chứ không là phụ huynh sẽ phát cái chổi lên phòng tìm các bạn, giống như mình hiện tại lâu lâu mình cũng bị cái đấy. À, còn cái nữa, không biết là các bạn nào có hay sử dụng cái tai nghe chụp đầu không? Mình á, thì ngày xưa mình sử dụng tai nghe chụp đầu, nhưng mà từ từ dần chuyển sang cái tai nghe in-ear này á, mình không thể nào quay lại cái tai nghe chụp đầu được nữa luôn. Tại vì vấn đề là cái loại này đeo vào rất là nhẹ mà sử dụng được cho cái máy tính nữa, mình có thể đeo thời gian lâu dài mà không có cảm giác bị bí tai. Đặc biệt là nếu như trời nóng, thật sự nếu như trời nóng mà phòng bạn không có máy điều hòa thì tai chụp là một cái vấn đề gì đó rất nhức nhối, và cái này thì có thể thay thế được, đảm bảo luôn, rất là thoáng mát, bật quạt không là đủ rồi, đủ mát rồi, sướng quen nè, nhẹ nhàng trên đầu quen nè. Tự nhiên về cái tai chụp cái nó có một cái gì đó đè trên đầu thì cũng hơi khó chịu thật. À, đây, còn một cái con này nữa là con Sony MX3 ấy. Thì con này cũng thuộc dạng là in-ear luôn. Và các bạn biết không, khi mà mình chuyển sang sử dụng con in-ear này á, nó là kết nối theo kiểu Bluetooth á, thì mình có thể xài cho PC này, iPad này, điện thoại của mình luôn. Trong cái lúc mà mình chỉ cần có cái nhu cầu là nghe nhạc và không muốn đeo gì ở trên tai có dây hết, chất lượng âm thanh này, rồi chống ồn nữa, thì mình nghĩ con này với cái số tiền mà mình bỏ ra thì nó rất là xứng đáng. Và có thể gọi là nó là best trong cái tầm giá của đấy luôn. Nó hơn hẳn rất là nhiều cái con không khí pod gì đó. Cái con không khí pod gì đó khi mà các bạn đeo vào và các bạn so sánh cái phần âm thanh của con đấy với lại cái con XM3 này á, thì nó giống như kiểu xúc phạm lỗ tai vậy. Nó hơi quá, nhưng mà chắc là đúng thiệt. Cơ mà dù xịn hay tốt cỡ nào nó cũng có một cái nhược điểm thôi. Và cái nhược điểm khi mà các bạn sử dụng những con in-ear này á, thì nó sẽ không phù hợp với những cái bạn nào mà lười về trên tai. Vì khi bạn đeo lâu á, nó sẽ bị ẩm tai, và nếu bạn nào có cái bệnh gì đó về tai thì không nên sử dụng những con in-ear này. Tại vì thứ nhất là nó làm cho bệnh các bạn nặng hơn. Thôi, không nói nữa. Ai mà không có hợp với lại cái loại tai nghe này á, sẽ bị kiểu đau lỗ tai. Do mình chọn được cái mood cũng như là cái loại tai nghe nó phù hợp với lại tai của mình á, thì mình đeo khoảng tầm 6-7 tiếng cũng không thấy có vấn đề gì cả. À, mẹ quên. Khi mà các bạn edit, các bạn là editor, các bạn sử dụng cái tai nghe này thì nên nhớ nha, cái phần âm lượng của tai nghe này á, mặc dù các bạn bật rất là nhỏ nhưng mà âm thanh đưa vào tai nghe các bạn nghe được hết đó kìa, thì các bạn cảm giác nó rất là to. Thế thành ra lúc mà bạn nghe nó to vậy á, nhưng mà thật ra trong máy, trên remote, trên cái phần mềm edit nó lại rất là nhỏ, và khi bạn xuất file ra bạn tưởng là âm thanh nó đủ to rồi, nhưng không. Và đương nhiên cái phần này các bạn phải canh chỉnh làm sao cho nó phù hợp với lại cái âm thanh của máy và lúc mà bạn nghe, để khi mà xuất ra file nó đạt chuẩn.
tiếp theo thì mình sẽ nói về gear, là những cái món như là tai nghe này, bàn phím này, chuột này, nó đi liền với cái máy tính của mình á. Thì đầu tiên nói về bàn phím thì chắc là mình không có nói gì nhiều đâu, tại vì nó đơn giản, nó chỉ là một cái bàn phím có dây và nó là bàn phím cơ vậy thôi, gõ rất là sướng hết. Nó là của hãng Rồng Rồng Era gì đó, nhìn cũng được, nhìn cũng chất, nói chung màu nó hợp với là bàn của mình nên mình mua thôi, chứ còn cũng không có gì đặc biệt cả. Cái quan trọng cần để nói ở đây là con chuột với lại con tai nghe. Thì con chuột này đương nhiên là con chuột không dây rồi, và nó là G703 đến từ nhà Logitech. Nó kèm theo một cái công nghệ đó chính là Light Speed. Thì đơn giản là nó có cái tốc độ phản hồi nhanh thôi, 1 mili giây. Ban đầu mình mua một con chuột á, mình không có cần quan tâm nó đẹp hay là nó phải như thế nào, công thái học như thế nào. Đầu tiên là cầm vừa tay, thứ hai là cái độ phản hồi của nó càng thấp càng tốt. Về tốc độ phản hồi á, nếu mà nó phản hồi chậm, đập chuột là chuyện rất là bình thường. Với lâu lâu mình cũng cần giải trí, mình chơi những con game như CSGO này, PUBG này, Liên Minh Huyền Thoại này, rồi ABCDZ gì với bạn bè nữa, thì lỡ mà nó có delay 1-2 nhịp á, mình nó rất là quạo rồi. Và cái kiểu mà nó delay quá nhiều là không dám. Tiền. Còn về em tai nghe thì chắc là các bạn biết mình là một editor. Thì khi mà bạn edit video, nếu mà các bạn edit những video bình thường thì không nói, nhưng mà các bạn edit những cái video mà nó liên quan đến vocal, như vlog này, hay là MV này, hay là những cái đoạn mà nó liên quan đến nhạc nhũng từng cái beat một á, thì các bạn chỉ cần trượt một vài frame thôi là nó đã là một vấn đề rồi. Mình yêu cầu cái độ chính xác rất là cao, nên khi mà mình sử dụng một con tai nghe á, mà tai nghe không dây, thì nếu mà nó có cái độ trễ cao, thì khi bạn mà nghe nhạc hay là bạn canh marker, các bạn đánh dấu lại các điểm nhạc á, rất là dễ bị trạch nhịp. Mình tìm trên thị trường á, con tai nghe mà giá nó vừa ok với lại cái tốc độ phản hồi của nó cũng phải ở mức là thấp nhất, để mình tránh cái sai sót về cái marker nhất có thể. Thì đơn giản thôi, mình chọn con này thứ nhất là vì màu sắc ok, thiết kế cũng đẹp, rồi có đèn led, có điểm nhấn đơn giản, có ok, cảm giác đeo cũng ok nốt, với lại là âm thanh, chất lượng âm thanh của nó cũng ok luôn. Ban đầu mình cũng do dự lắm, khoảng đâu tầm 80% mua thôi, nhưng mà do là bạn gái mình đeo vào nhìn nó đẹp, nhìn nó dễ thương bút luôn em ơi. Thì đấy, đó là lý do tại sao con này bây giờ nó nằm trong phòng mình. À mà cũng được cái hay là khi mua con này về, mình có thể bỏ nó sau background để khoe, rồi lúc mà mình lên hình mình có thể đeo kèm vào để mình khoe đó. Rồi mai mốt Logitech cảm thấy mình xài Logitech nhiều rồi cũng nói tốt cho hãng, rồi người ta sẽ bút tiếp và quảng cáo tiếp. Ok, và cái món tiếp theo mà mình muốn khoe với các bạn đó chính là cái con iPad Air 2020. Sao cầm nhìn phèn quá ta. Con iPad Air 2020 đó. Con iPad này là một cái món mà ngày xưa mình không nghĩ là mình sẽ cần nó. Thật sự, đó giờ mình học hành rồi mình đi làm ABC đi giá gì đó, mình đều sử dụng giấy note và sử dụng cuốn tập cả. Đôi khi sử dụng cái điện thoại là xong và mình cảm thấy mọi thứ rất là ok. Nhưng vào một ngày đẹp trời, một cái buổi đêm, sorry không có đẹp trời, người anh quả của mình á, thì ông bảo là Dê ơi mày mua con iPad về đi, rồi mày mua thử để anh coi là con đó có xịn hay không, xài có được hay không, rồi mày feedback lại cho anh. Với lại chắc là nó cũng sẽ giúp ích được một chút cho cái công việc của em đấy. Thế là ngày sáng hôm sau mình cũng ra tiệm. Thật sự hồi đó kinh tế cũng eo hẹp, cũng không có tiền để mua, nên là thôi thì mình cầm thẻ ra mình quẹt cái mình mua về mình xài thử. Sau khi mà mình sử dụng con iPad này được khoảng tầm một tuần á, thì mình đã đặt ra một câu hỏi trong đầu là tại sao mà đó giờ mình không có mua con iPad nó sớm hơn. Tại vì các bạn biết rồi, channel á càng ngày càng đi lên thì lượng kiến thức thông tin mình càng ngày càng phải học và càng phải tìm hiểu thêm rất là nhiều. Thì mình không thể nào mà ngồi máy tính edit cái video đã hàng tiếng đồng hồ rồi, cả ngày rồi, rồi mình lại còn phải ngồi học ở trên cái máy tính nữa thì rất là mệt. Thứ hai nữa là cái điện thoại thì nó quá nhỏ, với số lượng thông tin nhiều vì nó bao quát rồi hình ảnh ABC đi gió này nọ, thì mình không thể nào mà sử dụng điện thoại để học được, cũng không thể nào mà đọc, nói chung là quá nhỏ. À chắc là mọi người dạo gần đây hay để ý là trên bàn của mình á, lúc mà mình quay video thì chắc là thấy con iPad mình hay để cái bên đúng không? Thì hiện tại mình cũng để iPad cái bên để làm gì biết không? Để đọc kịch bản cho nó nhanh, tức là mình nốt mọi thứ vào trong đây rồi, mình chỉ cần để nó ra một góc hoặc là để trước mặt mình như thế này đó, chứ để điện thoại sao nhìn. Cái tiện nhất của con iPad đó chính là bạn có thể ngồi bất cứ đâu, đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì cũng có thể mở nó lên xem như một cái máy tính. Cái đó là cái rất là quan trọng mà mình rất là cần.
và nó đáp ứng được 10 điểm. À mà nói thật nha, khi mà các bạn sử dụng con iPad này rồi, mua nó rồi thì các bạn nên để tiền và mua thêm một con bàn phím Smart Key của Apple nữa. Nó sẽ hỗ trợ cho các bạn rất là nhiều trong việc mà gõ. Ban đầu thì mình gõ không có quen và cảm giác rất là khó chịu tại vì nó hơi nhỏ hơn bình thường. Nhưng mà sau một khoảng thời gian thì mình thích gõ trên cái con bàn phím này hơn nhiều so với cái con bàn phím trên máy tính. Không hiểu nữa, có vẻ là nhìn nó đắt tiền hơn thì lâu nay thì mình thấy có nhiều bạn hỏi là mình quay cái video để up lên trên YouTube, làm video hướng dẫn cho các bạn xem á, thì mình sử dụng con máy quay gì. Thì là A6400 đi chung với là một con lens có khối khẩu độ cái gì ta, F1.4 á, thì nó xóa phông bãi nồi luôn, nên các bạn xem nhìn thấy đẹp là do vậy đấy. Nhưng mà chưa đâu, cái hiện tại các bạn thấy trước mặt mình là đập thẳng mặt mình nè, đó là cái đèn chính. Dạo gần đây mình sử dụng ít nhất là 5 cái đèn để đánh nền, rồi đánh lên trước, đánh tiền cảnh, hậu cảnh, ABC thì dễ đó, thì ít nhất là 5 cái. Các bạn thấy rồi đúng không? Xe đèn nó cũng cực lắm chứ bộ, đâu có giỡn đâu. Mà có một cái vấn đề là nhiều đèn thì nó sẽ tỏa nhiệt nhiều, nên cái phòng của mình nó sẽ tăng nhiệt độ rất là nhanh. Đó, thì mình phải mở một cái máy lạnh kèm thêm 19-20 độ gì đó thì may ra cái phòng nó bình thường để mình có thể quay mà không có chảy mồ hôi. Và yeah, đương nhiên là một editor thì các bạn không thể nào thiếu một cái PC rồi đúng không? Thì năm vừa rồi mình cũng dành dụng được chút ít tiền để có thể nâng cấp lên một con chip, nó cũng không mạnh lắm. Nó chỉ là i7-10700K thôi, với lại một con màn card màn hình cũng không có được xịn cho lắm, cũng rẻ rẻ. Nói chung là mấy con đó cùi cùi không à. Với lại con màn hình ở đây các bạn thấy là chỉ có 144Hz thôi của BenQ. Còn bên trái đây là U2419 đến từ nhà đéo. Nói chung nó cũng không có đắt lắm, nên là các bạn cũng thấy rồi. Khi mà làm editor thì tiền chi máy móc thì cũng đã không có rồi, thì còn phải chi thêm tiền cho mấy cái app, những cái phần mềm nữa. Nó hàng tháng không biết nhiều tiền chi vô mà không biết kiếm lại được nhiều. Bởi vậy mình muốn nói với các bạn mà làm editor nghèo lắm, không ai thông cảm cho. Tiền thì không có, tháng nào cũng phải ăn mì tôm. À, đây. Để mình khoe với các bạn con này. Đây là cái món, cái thiết bị công nghệ cuối cùng ở trong phòng mình mà mình muốn khoe cho các bạn trong năm nay. Nó chắc chắn không phải là món đắt nhất, tại vì món đắt nhất là cái món PC rồi. Mà đây mình nghĩ là cái món cần thiết nhất cho những cái bạn nào mà làm việc trong một cái căn phòng kín giống như mình. Sorry các bạn nhé, cái đèn bên trái của mình nó vừa bị hết pin và mình phải đánh một cái đèn bên phải phụ để nhìn nó đỡ nhạt quê. Tiếp tục thì các bạn biết rồi, khi mà một cái máy lọc không khí đúng như tên gọi của nó sẽ giúp các bạn lọc cái không khí trong phòng của bạn nó tốt hơn và nó đỡ cái bụi mịn hơn. Tại không biết là ai mà làm việc trong một cái căn phòng á, thì các bạn có gặp cái trường hợp là lâu lâu quét tay lên một cái bàn hay một cái vật gì đó ở trên cái màn hình hay là một cái chỗ nào đó lâu lâu mình không đụng, nó có một cái lớp bụi mịn mịn, thì các bạn biết rồi, các bạn ở trong phòng mà các bạn hít qua hít lại những cái phần bụi đó thì nó không có tốt cho sức khỏe lắm. Và các bạn cần một con máy, mình thấy cái hay là nó còn khử được cái mùi ở trong cái căn phòng của bạn nữa. Lâu lâu mình check lại phòng thì mình quét ra một cái như thế này, mọi thứ cảm thấy nó rất là sạch, sạch hơn trước kia rất là nhiều. Ok, đây mình nghĩ là cái thiết bị cuối cùng ngày hôm nay rồi. Và nhớ nha, nếu các bạn quan tâm đến sức khỏe thì hãy mua một con, không cần phải là hãng này đâu, các bạn có thể mua nhiều hãng khác phù hợp với túi tiền là được. Vậy thì không biết là trong năm vừa qua các bạn đã mua những món đồ công nghệ như thế nào, giá cả ra sao, thì có thể comment ở dưới cho mình biết nhé. Mình test mà nên mình rảnh mình sẽ ngồi trả lời cái comment của các bạn để xem là ông này mua cũng chua chát đấy. Nói chung là chúng ta để khoe và trao đổi với nhau thôi, test mà. Với lại mình nghĩ đây là một cái video cuối cùng trong năm của lịch âm nha. Thì một ngày nữa là Tết rồi, nên mình có một lời chúc cho các bạn là năm mới nhớ giữ gìn sức khỏe và luôn luôn tươi trẻ để kiểu sang năm có nhiều năng lượng, có nhiều thứ hơn để các bạn có thể làm tốt hơn. Và thật sự thì cá nhân mình, Diệu Hâu, cảm ơn các bạn rất là nhiều vì một năm qua đã xem video của mình rồi ủng hộ like và subscribe cho channel của mình để nó có thể càng ngày càng phát triển hơn. Và hy vọng là trong năm mới, những cái gì mà mình làm thì cũng được cái sự ủng hộ của các bạn hơn. Đương nhiên thì bản thân mình sẽ cố gắng làm những cái video tốt hơn với chất lượng cao hơn để có thể mang lại chút ít gì đó cho kiến thức của bạn. Cuối cùng thì bye bye các bạn và chúc các bạn một năm mới vui vẻ bên người thân gia đình. Bye bye.